Chào các cụ, nay dọn nhà ra 2, 4, 5 cái thùng bóng đèn thì nó đây. Ơi, đủ thứ trên trời dưới đất. Vòng cho các cụ coi nhá. Cụ nào có thích tò mò, có thích vọc vạch, có thích nghịch thì alo tôi bắn sỉ hết luôn. Bóng mới có, bóng cũ có. Thí dụ như cái bóng này này là mới chưa xài này, sau SC7 này, chân còn mới luôn này, để sắt này, dàn trên là bóng quái mà để sắt này. Đó, mấy cụ thích nghịch, thích nghiên cứu. Hai, hàng thứ hai này. Đó. Đủ thứ trên trời. Đi xuống này. À. Chậm này. Bóng Mỹ, bóng Anh, bóng gì có hết. À. Bây giờ lấy nét lên này. Đó. Không biết là bao nhiêu cái thì bây giờ tôi sẽ đo chiều ngang chiều rộng cho quý vị nhé. Nè, chiều ngang đỉnh bóng nhá, đến là cho 70 đi ha, à, chiều cao 70 nè, chiều sâu nè, đây, chạy cho tới bên bên này 90, đó, 70 nhân 90, cụ nào thích thì alo tôi nhé. Tôi bán rẻ cho về mà nghiên cứu. Nay dọn kho ra muốn thanh lý tất. Chết hay là sống gì đừng có hỏi tôi nhé. Nói vậy đó. Thí dụ như bây giờ để tôi bốc đại một cái bóng nào. Đây coi. Đây. Không phải. Mình hãy để đâu rồi. Đây nè. Ví dụ cái bóng này là bóng lúc mà mình bật nguồn lên nó báo hiệu, nó ra được cái đài radio hay gì là nó sáng màu xanh xanh lơ xanh gì đó, nó những cái bóng kinh hồn. Rồi ví dụ này ha, ví dụ bóng cái này. Chân đề sắt này đây. Mới này đủ thứ, ngày xưa tôi sưu tập nhiều lắm thì cụ nào thích sưu tập vậy thì alo tôi ha, thì kỹ lắm thì ship, nhiều lúc mình quấn kỹ thì nó cũng có thể bể một vài ba cái đó chứ không phải không, ví dụ ship ra thì nó ném này, nhiều lúc cũng bể lắm. Thì trong này là hay là có lót liếc hết này, bây giờ 70 nhân 90 nha, trời đất sầu thần gì có hết. Bây giờ quý vị mà kêu tôi dò, tôi không dò nổi đâu. Rồi trong này à, cái thùng này có tám cái bóng 807 là cái âm ly tôi xài, tôi đang xài, tôi bỏ ra đó, ai có mua bán rẻ luôn. Cái bóng đang xài này ai mua bán rẻ 2 triệu bạc đang xài đó. Rồi nó còn có khoảng 12 cái của chủ cũ trong đó nữa, không biết xài được hay không. 8 cái đang xài này, 12 cái lúc họ bán âm ly họ đưa tôi hết nhưng mà không biết là xài được hay không. Thì 8 cái với 12 cái là tôi bán 2 triệu đó. Cái này này có giá này, cụ nào thích thì tôi bán, còn cái này á thì cụ nào mua thì gọi điện cho tôi nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. Bề này 70, bề này 90 nhá. Đó, trải đại ra gì đi. Ok, xin chào các cụ. Đóng gói từng lớp cho nó. Xong rồi đè này lên. Đè này lên rồi hột nó vào.
vậy, thấy không? Thả ra, ok ha, thả đều. Đây, đến giai đoạn là mấy cái bóng đôi sắt này. Đấy. Đấy. Đến giai đoạn này. Rất là nhiều. Cái này bác nào mà làm trong nghề thần đèn thì về nghiên cứu nhé. Chứ tôi từ ngày xưa sưu tầm tôi về bây giờ tôi mới mở ra luôn đấy. Xài cũng nhiều thùng lắm rồi, còn những thứ này thì bây giờ mới khui ra. Ok nhá. Cặp này để sắt mù lờ. Cặp này chưa xài luôn, rất là nhiều bóng chưa xài. Đấy, các cụ nhìn cái chân còn sáng quắc nè, chưa cắm luôn nè. Mà chức năng xài gì thì tôi không có ngồi tôi giới thiệu được đâu nhá. Các cụ ai coi được thì giao lưu nhá. Cảm ơn. Đây là một hộp bóng nhỏ ha các cụ. 2 này, 4 này. Đấy. Đổ cái này vô. Ok nhá. Rồi, đóng gói nó xong các cụ. 4 hộp bóng đèn. Chiều dài này. Chiều dài là 70 này. Chiều ngang 60 này. Đấy. Thì cái hộp này là có 8 bóng 807 này với 12 bóng chủ cũ họ gửi cho tôi luôn. Mới cũ không biết. Đấy. Là cái thùng này là 2 triệu này. Còn cái này cụ nào hồi nãy coi cái hình ảnh rồi đó thì thích thì alo cho tôi bán mạo hết. Bán cho thần đèn cho cụ nào về nghiên cứu vọc vạch nhá. Toàn là bóng Mỹ với lại bóng Anh, không có bóng Liên Xô đâu nhá. Ok, cảm ơn các cụ rất nhiều. Điện thoại của tôi là 0914 948 849. Tôi chỉ nhận cuộc gọi chứ không có nhắn tin, không Zalo. Cảm ơn các cụ.